À, xin chào các bạn, xin chào quý bà con nhé. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ trả lời một cái câu hỏi có thể nói là rất là dễ và cũng có thể nói là cực kỳ khó. Nên là giá tiền một bức tranh 3D là bao nhiêu? Thì câu này phải nói là tôi nhận được hàng ngàn lần rồi. Thế nhưng mà hôm nay tôi sẽ trả lời nó gọi là chi tiết nhất có thể nhé và dễ hiểu nhất có thể. Thế này nhá, giá tiền cho một bức tranh ấy nó giống như giá tiền các bà các cô đi chợ mua một bộ quần áo đấy. Đấy, chúng ta đặt ở tiệm thì nó khác, mà chúng ta mua hàng chợ, hàng may sẵn thì nó khác. Tất nhiên, dù kể cả là chúng ta đặt ở người ta may mặc hay là chúng ta mua sẵn cũng đều là có những cái hàng cao cấp và hàng rẻ tiền cả. Có những hàng rất là tốt và hàng không tốt. Đó, đấy là điều chúng ta cần lưu ý. À, thứ hai đấy là bà con và các bạn, chúng ta phải yên tâm rằng tranh dán tường, tranh 3D bây giờ chất lượng rất là cao và giá thành rất là thấp so với trước đây, cách đây hàng gần chục năm chúng tôi làm thì giá tranh bây giờ rất là rẻ và chất lượng càng ngày càng cao. Đó, là chúng ta yên tâm là như vậy nhá. Đầu tiên ấy là chúng ta nói về những bức tranh to, tranh ngang ấy thì bao nhiêu tiền một bức tranh ngang đẹp? Thì một bức tranh ngang ấy thông thường đẹp bây giờ khoảng tầm 4 5 mét vuông là đẹp. Một bức tranh to trong phòng khách ấy, to chuẩn đẹp ấy mà làm trong khung gỗ đẹp ấy thì nó tầm 4 đến 5 mét vuông cho một bức tranh. Và với giá tiền nếu các bác và các bạn mua về tự làm lấy đấy hoặc là nhờ người làm lấy đấy thì nó rơi vào khoảng từ 200 ngàn một mét vuông trở về thôi. Vậy là chúng ta nhân lên khoảng tầm 800 đến 1 triệu tiền tranh cộng với tiền công một vài trăm ngàn nữa, đấy là hàng tốt nhất rồi nhá, hàng thuộc loại tốt nhất rồi, nó là như vậy đấy. Còn nếu mà đối với những hàng bình thường tầm 100 ngàn một mét vuông thì nó lại chỉ 400-500 ngàn tiền tranh thôi và chúng ta thêm một vài trăm ngàn tiền công nữa. Đó, đấy là một bức tranh to nhá, 400 mét vuông đấy. Còn đối với những cái bức tranh đứng ấy thì thông thường nó có diện tích khoảng từ dưới 2 mét vuông, cho nên là chúng ta theo giá nhân lên thì giá tranh đẹp ấy bây giờ nó dao động từ khoảng 100 ngàn cho đến 200 ngàn một mét vuông tranh nhá. Thế còn những cái giá nó rẻ hơn ấy thì các bạn có thể có những mối hoặc là mua trực tiếp từ nhà máy thì có thể rẻ hơn rất là nhiều so với những cái đại lý phân phối và tư vấn trực tiếp như chúng tôi. Nhưng có nhiều điều nó ngăn trở khiến cho các bạn vô cùng khó làm điều đó. Đấy. Thế còn đối với những cái dòng tranh mà người ta sản xuất trực tiếp đấy và người ta bán qua quảng cáo thì nó có một cái nhược điểm là người ta dù tốt dù xấu là người ta sản xuất sẵn rồi. Cái mẫu đó là các bạn và các bác không có quyền thay đổi gì nữa, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là kích thước của người ta cũng là kích thước chính xác rồi, kích thước không thể thay đổi được. Đúng không ạ? Người ta dự định in một cái lô tranh hạn 1.000 tấm, rộng 1,2 m và dài 2 m. Vậy là người ta chọn mẫu và người ta lên lịch in, người ta in một phát 1.000 tấm và người ta chạy quảng cáo, người ta bán. Đấy, khoan nói đến cái chuyện là giá thành cao hay thấp mà chúng ta nói đến cái chuyện là cái mẫu mã và cái kích thước là các bác không thể là thay đổi được rồi. Đấy. Thì mỗi người một cái ý tưởng làm. Với chúng tôi ấy, là những đại lý phân phối tranh cho một nhà máy in tranh cỡ lớn thuộc vào hàng rất lớn của Sài Gòn chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ tư vấn và biết được chính xác bà con muốn gì và đưa ra lời khuyên rất là thẳng thắn, rất là chu đáo. Thế còn cái chuyện mà chúng ta chọn mua ở đâu ấy là chuyện của chúng ta. Bản thân tôi cũng không ham hố gì cái việc mà nhất thiết phải bán bằng được tranh cho khách hàng. Tôi ai gặp tôi ấy, bây giờ ấy, tôi sẽ nói là bây giờ bác có vấn đề gì bác cứ nói, nếu mà em giúp được ấy, thì em giúp, còn bác có mua tranh của em hay không ấy, là chuyện đó là chuyện của bác nhé. Không bao giờ phải là lăn tăn, không bao giờ phải lo nghĩ rằng là mình mất công tư vấn ông này ông kia. Cái chuyện đấy là cái chuyện mình có thể làm được vào lúc rảnh. Các bác và các bạn cứ comment vào kênh hoặc là có những video để số điện thoại đấy, chúng ta thoải mái. Nếu chúng ta xây nhà sửa nhà có gặp vấn đề gì về làm tranh, về tư vấn về không gian hoặc là hỏi về giá thành chi phí thì các bác và các bạn cứ thoải mái, chúng ta đặt câu hỏi vào kênh và video để chúng tôi sẽ trả lời làm sao chu đáo nhất có thể. Một số Zalo, một số cái video tôi có để Zalo, tí tôi sẽ comment vào cái video này để các bác và các bạn tiện bề hỏi nhé. Cho nên là giá tranh đấy thì chúng ta nên để ý đến cả cái việc là chúng ta mua tranh sẵn hay là chúng ta yêu cầu người ta làm theo ý mình. Một khi chúng ta yêu cầu người khác làm theo ý mình thì chắc hẳn nó sẽ cao hơn một chút, nhưng chắc hẳn chất lượng nó cũng sẽ là theo ý chúng ta nhất, hợp ý chúng ta nhất nhé.